Trưởng môn Võ Đang bị công kích dữ dội sau màn thi triển nhất thốn kình. Lần này người đứng đầu núi Võ Đang Trần Sư Hành đã bị công kích gây gắt từ một võ sĩ nghiệp dư sau khi ông thi triển màn đấm giấy theo phong cách nhất thốn kình. Website New Quy tiếp tục có bài viết nói về công phu nhất thốn kình của võ sư Trần Sư Hành. Người đứng đầu núi Võ Đang với tiêu đề võ sư Trần Sư Hành lại bị tấn công. Kỹ năng đấm rách giấy mà ông tuyên bố phải luyện mất 30 năm hóa ra có thể dễ dàng thực hiện bởi các võ sĩ nghiệp dư. Tờ báo cho hay Trần Sư Hành, chuyên nhân đời thứ 15 của võ đăng phái, liên tục khiến giới võ lâm nghi ngờ trong thời gian gần đây sau khi ông đăng tải nhiều clip biểu diễn công phu lên mạng xã hội. Ngày 13 tháng 7, võ sĩ Luyện Dũ Hiên, cựu vô địch boxing WBC, đã chính thức rời nước Mỹ để trở về Trung Quốc. Tài đấm này tuyên bố rằng, ngay sau khi hết hạn cách ly bởi dịch Covid, anh sẽ lên núi Võ Đang để tìm gặp Trần Sư Hành. Bất chấp những nỗ lực khiêu chiến của Luyện Dũ Hiên, Trần Dư Hành vẫn liên tục thực hiện những màn biểu diễn công phu rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Mới đây ông thi triển màn đấm rách giấy rồi khẳng định rằng đó là công phu nhất thốn kình mà ông đã phải dành tới 30 năm để tập luyện. Để tăng tính thuyết phục cho màn biểu diễn của mình, Trần Dư Hành đã cho hai đệ tử thực hiện trước màn đấm vào một tờ giấy được gấp đôi với yêu cầu phải làm tờ giấy rách đôi chỉ sau một cú đấm duy nhất. Kết quả là cả hai đệ tử của Trần Sư Hành đều không thực hiện thành công. Sau đó Trần Sư Hành đích thân ra tay, ông để cho đệ tử cầm một tờ báo hai lớp và đấm rách đôi một cách rất dễ dàng, chỉ sau một cú đấm có tốc độ cao. Trần Sư Hành cũng nói với giọng điệu rất tự hào, tôi phải dành tới 30 năm để luyện thành thục cú đấm này. Ngay sau khi Trần Sư Hành đăng tải clip, một võ sĩ nghiệp dư mới trải qua 90 buổi tập đã đứng ra công kích vị đạo trưởng võ đàng. Võ sĩ này cũng thực hiện mà đấm rách giấy y hệt như Trần Sư Hành và anh ta khẳng định rằng đó là kỹ thuật không hề khó chỉ cần một chút mẹo là có thể thực hiện dễ dàng được sau đó võ sĩ nghiệp dư đã tố Trần Sư Hành là kẻ hư cấu bị bợ và làm giả tuyệt kỹ võ công võ sĩ nghiệp dư này thực hiện xong clip rồi hét lên Trần Sư Hành tôi đã xem clip và thấy ông gọi đó là nhất thốn kình ông nói rằng cú đấm đó phải mất tới 30 năm mới luyện thành nhưng tôi chỉ là một người phong trào mới tập được chưa đầy 97 buổi Tôi vốn thuận tay phải Nhưng tay phải của tôi đang bị thương Vì thế tôi đã dùng tay trái để thực hiện cú nấm đó Và nó quá đơn giản Rõ ràng màn biểu diễn đó chỉ là một chút mẹo Thế nhưng ông đã lừa dối mọi người Và nói rằng đó là công phu cần tới 30 năm Hôm nay tôi sẽ chỉ cho tất cả mọi người thấy Đây là sự bị bợm Và là một thứ công phu giả mạo Tờ báo Trung Quốc cho hay Màn dùng nhất thốn kinh để đấm giấy không phải là lần duy nhất Trần Sư Hành làm giả công phu trước đó màn đá vỡ chai nước được treo bởi một sợi dây cũng được cho là một thủ thuật tương tự được vị đạo trưởng võ đang dựng lên bởi sau khi màn biểu diễn đó được đăng tải rất nhiều dân tập luyện võ phong trào đã làm theo và nhiều người đã thực hiện thành công trong một lần tương tự trần sư hành đã nắm chặt đôi đũa trong tay rồi tung cú đấm làm đôi đũa trong tay ông tự gãy tan tuy nhiên đây cũng là một mẹo chứ không phải là công phu thực sự Hiện tại Trần Sư Hành chưa lên tiếng trước những lời cáo buộc từ võ sĩ nghiệp dư và trong ít ngày tới liệu ông sẽ đối diện với cựu vô địch luyện dụ hiên trên núi võ đàng theo cách nào hiện vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bí mật động trời của Tổng giáo đầu Thiếu Lâm từng bị bắt vì cầm đầu băng đảng xã hội đen. Những tiết lộ mới nhất của truyền thông Trung Quốc về nhân vật Thích Vĩnh Húc chắc hẳn sẽ khiến nhiều người hâm mộ võ thuật phải bàng hoàng. Tờ Kunmen cool của Trung Quốc có bài viết nói về võ sư Thiếu Lâm Thích Vĩnh Húc với nhiều góc khuất ít người biết về nhân vật này. Vị hòa thượng từng kết hôn và quá trình rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Thích Vĩnh Húc chính là người đã từng thành lập Họng viện thiền võ Thiếu Lâm Tự và tự xưng là truyền nhân đời thứ 33 của Tổng giáo đầu Thiếu Lâm Tung Sơn. Tuy nhiên hồi năm ngoái, ông bị cảnh sát tỉnh Hà Nam Trung Quốc bắt giữ khẩn cấp do cầm đầu một băng đảng tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen với nhiều tội danh như cướp giật, giữ người trái phép, tống tiền gây rối trật tự công cộng. Tờ Kunmen viết rằng Thích Vĩnh Húc là một hòa thượng thiếu lâm đại diện của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và là sư đệ của phương trượng thiếu lâm tự Thích Vĩnh Tín. Tại sao ông ta lại có những danh tính như thế này? Làm thế nào để ông ta dẫn thân vào con đường của những thế lực xấu xa? Kunmen tiết lộ thông tin bất ngờ liên quan tới nhà sư thiếu lâm. Thích Vĩnh Húc sinh năm 1969 trong một gia đình nông thôn bình dân ở Lạng Châu tỉnh Hà Nam. Ông từng tốt nghiệp trung học cơ sở, sau đó bỏ học rồi đi ăn xin dọc đường đến Tung Sơn. Sau đó ông trở thành một nhà sư từ thời gian này. Lấy pháp danh là Thích Vĩnh Húc, phương trượng Thích Vĩnh Tín chính là sư huynh của Thích Vĩnh Húc. Một chi tiết rất đặc biệt, đó là từ năm 1986, Thích Vĩnh Húc từng kết hôn. Khi đó, Vĩnh Húc giải thích rằng Ông dành một vài năm trong cuộc đời của mình để gắn bó với Thiếu Lâm Tự. Thực chất là Thiếu Lâm Tự chỉ giống như một lối thoát được ông lựa chọn không có nơi nào để đi. Điều này cho thấy bản chất của Vĩnh Húc không hề sẵn sàng sống trong một cuộc đời thanh tịnh. Thế nhưng vào năm 1988, Vĩnh Húc lại vẫn là người đứng đầu một số hoạt động kinh doanh được liên kết với Thiếu Lâm Tự. Tất nhiên số tiền mà Vĩnh Húc thu được là không hề nhỏ, chừng đó chưa đủ để thỏa mãn tham vọng và lòng tham của Vĩnh Húc. Năm 1996, Vĩnh Húc được bầu chọn trở thành giám đốc của Ủy ban quản lý các vấn đề của Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng cũng trong năm này, Vĩnh Húc đã lên kế hoạch rời khỏi Thiếu Lâm Tự và lên kế hoạch cho những hướng phát triển mới của mình. Đến năm 2003, Vĩnh Húc rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Một nhà sư đã tiết lộ rằng sau khi Vĩnh Húc rời khỏi Thiếu Lâm Tự, ông ta vẫn chiếm quyền kiểm soát bốn cơ sở của ngôi chùa, rồi còn yêu cầu Thiếu Lâm Tự phải cấp cho ông ta 3 triệu nhân dân tệ để chuyển đi. Từ năm 1990, Vĩnh Húc đã mở Học viện Thiền Võ Thiếu Lâm ở thành phố Đặng Phong, Hà Nam. Học viện này bị thu hồi vào năm 2019 do không đủ giấy tờ cũng như cơ sở pháp lý. Thực chất học viện này được Vĩnh Húc dựng lên không nhằm để phát triển văn hóa võ thuật Thiếu Lâm mà chỉ là công cụ để phát triển kinh tế và đào tạo lực lượng giúp Vĩnh Húc củng cố thế mạnh của mình. Song học viện này không hoạt động giống như mong muốn của Vĩnh Húc, xuất phát từ trình độ học vấn và quản lý kém của nhân vật này. Do học viện Thiếu Lâm không mang lại nhiều hiệu quả Vĩnh Húc đã thực hiện nhiều phương án khác để kiếm tiền và củng cố thế lực. Ông cùng với chính quyền ở Đặng Phong ký hợp đồng cải tạo và xây dựng mới một số công trình Phật giáo. Tuy nhiên sau đó, Vĩnh Húc đã chiếm giữ một hồ nước và đất đai trái phép. Năm 2008, Vĩnh Húc từng huy động nhiều đệ tử của mình để phá rối một cuộc bầu cử ở Đặng Châu với mục đích ngăn cản người dân bầu cử cho một ứng viên vốn là đối thủ của Vĩnh Húc. Vĩnh Húc còn ngông cuồng tới mức chiếm đoạt trái phép cả một ngọn núi ở tỉnh Hà Nam, rồi dùng vũ lực để chống lại lực lượng kiểm lâm. Theo Kunmen, ngọn núi đã bị Vĩnh Húc chiếm đoạt và khai thác từ năm 2008. Trong khoảng thời gian đó, Vĩnh Húc đã thu về trái phép một số tiền lớn do bán quạng than và quạng sắt. Cũng theo tờ báo Trung Quốc thì ông ta dùng vũ lực để quấy rối các cuộc bầu cử không chỉ một lần. Năm 2018, ông từng nhiều lần cho sư đệ đe dọa những người dân để họ không bầu cho một ứng cử viên là đối thủ của mình sau đó nhiều lần người dân đã tố cáo ông ta xâm phạm quyền và lợi ích của dân làng rồi đe dọa mọi người vì lợi ích cá nhân bằng nhiều thủ đoạn khác nhau các thế lực tà ác của vĩnh húc ngày càng mở rộng quy mô quyền lực số tài sản của thích vĩnh húc cũng lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ chưa kể rất nhiều tài nguyên bất động sản được ông mua cũng như sở hữu trái phép tuy nhiên trong những năm gần đây Thế lực của Vĩnh Húc bị giảm sút do những tác động từ phía chính quyền. Đó là lý do khiến Vĩnh Húc chuyển sang cầm đầu một băng đảng tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen để rồi bị cảnh sát bắt giữ. Cao thủ Bắc Co nếm mùi đau khổ khi thách thức khinh công của đạo sĩ Võ Đang. Khinh công là một trong những loại võ công gây nhiều tranh cãi của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Trên phim ảnh và tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc các cao thủ khinh công có thể chạy dễ dàng trên mặt nước, nhảy lên bức tường thành cao vài mét, ngày đi ngàn dặm. Những kỳ công như vậy khó xuất hiện ngoài đời thực, nhưng khinh công vẫn là một phần của võ thuật của truyền Trung Quốc và võ đang là môn phái được đánh giá khá cao về khinh công. Để kiểm chứng khinh công võ đang, một người nước ngoài tự xưng là cao thủ Bắc Co đã buộc lời thách thức khinh công chỉ là màn múa may của đôi chân, còn xa mới áp dụng thực tế như Bắc Co nên biết bộ môn bắc co từ lâu đã nổi tiếng với những pha di chuyển vượt chướng ngại vật nhào lộn hay bật nhảy vô cùng ngoạn mục vậy là một cuộc đấu giữa người luyện bắc co và một đạo sĩ võ đang được tổ chức hai bên cùng nhau chinh phục bức tường được miêu tả là cao tới 5 mét trong đoạn clip do tờ sina đăng tải đạo sĩ võ đang đã không gặp nhiều khó khăn để nhảy lên được bức tường ngược lại cao thủ bắc co hoàn toàn bất lực thậm chí còn chưa với tay được đến điểm cao nhất của bức tường trước mắt dựa vào đoạn clip phần thắng có thể được coi thuộc về khinh công võ đang tuy nhiên cũng không ít người quan điểm trái chiều về màn đạo sức này một bên khen ngợi khinh công của vị đạo sĩ lấy làm tự hào khi võ đang không làm mất mặt võ thuật trung quốc một bên lại cho rằng cuộc tỷ thí là không thuyết phục người luyện bắc co kia nhiều khả năng chỉ là một kẻ được dàn xếp vụng về tờ báo trung quốc cũng cho hay cũng từng châm biếm vị đạo sĩ võ đăng trần sư hành khi cho rằng màn khinh công của ông ta mang tính bịp bậm và thua xa các vận động viên bắc cò thực thụ cuộc tranh cãi vẫn còn tiếp diễn và người hâm mộ võ thuật trung quốc lại chờ đợi một nhân vật kiểu như từ hiểu đông để tới xem thực sự khinh công của võ đang có lợi hại ra sao